Kính thưa bác, trai xây hạnh phúc vui lòng vợ, gái dựng tương lai đẹp ý chồng. Cậu văn thư vớ vẩn, có chuyện gì cứ nổ luôn tiếng Việt đi. Chẳng giấu gì bác, cháu và em hến nhà mình yêu nhau cũng đã được mấy mùa trăng, thỉnh thoảng cũng có nhì nhằng lung tung. Nay bọn cháu muốn về ở chung. Gia cảnh nhà cậu thế nào? Trước kia thì nhà cháu cũng nghèo lắm. Thế giờ thì sao? Giờ thì vẫn thế ạ. À? Vẫn thế ạ. Thế cậu có rượu bia gì không? Nói thật với bác là đàn ông con trai ai chẳng uống, nhưng mà cháu uống ít lắm. Một năm chỉ có uống 2 lần thôi. Được. Nhưng mà mỗi lần 6 tháng. Thế cậu lấy con tôi về, cậu làm gì nuôi nó? Có khuyết tật đâu mà phải nuôi, cùng làm thì cùng ăn. Được, đúng là con dê tương lai của ta. Giờ thế này nhá, cậu về chuẩn bị voi chín cả, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, bánh kẹo thì chín 10 bao, trầu cau sính lễ, rồi 1 ao cá mè. Cậu cứ chuẩn bị tươm tất để tôi khao hàng xóm bạn bè. Có 2 thứ sính lễ mà thầy chưa kê đấy. Thiếu cái gì nhỉ? Thì bị với gậy, nhà mình có sẵn nón mê rồi. Bị gậy làm gì? Cưới xong đi ăn xin chứ còn làm gì nữa. Công chúa chẳng phải tiểu thư thì không, thách cưới như thế thì có mà trả nợ cả đời không hết. Nuôi bao nhiêu năm, giờ cho không cậu chắc. Hỏi thật bác, thế bác gả con hay là bán con? Thế thì cho không cậu đấy. Nhưng mà nhớ là phải đối xử tốt với con gái tôi nhé. Thế mình xin. À, quên. Con xin.